là Kimberly Hồ, Phó Thị trưởng thành phố Westminster. Nhân dịp xuân về, con kính chúc quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý các cấp lãnh đạo cộng đồng, quý đồng hương, mùa năm mới vạn sự cát tường. Cảm ơn sự tín nhiệm của đồng hương trong 8 năm qua. Hiện nay chúng tôi là Kimberly Hồ đang ứng cử vào giám sát viên quận Cam, một chức vụ sẽ trực tiếp giúp đồng hương và y tế housing. Một lần nữa, chúng tôi xin một lá phiếu bầu cho Kimberly Hồ và hứa sẽ phục vụ tốt cho quý vị sau này. Chúc mừng năm mới!